Hôm nay mình sẽ chia sẻ món canh ngao chua nhé, nấu chua nhé. Cạnh cái món này là rất là đơn giản. Các bạn cho mình nát gừng vào ngao để chúng ta ngâm với nước ấm để cho ngao sạch. Sau đó các bạn ngâm khoảng nửa tiếng. Sau đó các bạn rửa sạch lại và mình cho vào một cái nồi nước như này. Cho chút gừng vào, chút hạt lêm, chút xíu hạt lêm thôi. Không cần phải cho muối vì bản thân ngao nó đã mặn rồi. Và bây giờ mình đun sủi lên rồi cho hành lá dứa vào và cà chua vào là mình đã nồi canh ngao ấy. Nấu kiểu này nó rất là nhanh mà không phức tạp. Khi nước nó sôi lên như vậy nhé thì các bạn cho cà chua này, dứa này, dứa nó rất là hợp với ngao, và một chút đậu đỗ vào để món ăn nó ngon hơn và có nhiều chất hơn, và đun sủi kỹ này, rồi sau đó mình cho hành lá vào là được. Vì cái dứa này nó đã chua rồi nên mình không cần phải cho thêm những nguyên liệu chua nữa. Đây các bạn, khi mà như này nhá, là nó chín vừa tới rồi nhá, rau vẫn giữ được cái độ xanh, ngao mở hết miệng rồi. Ngao mở hết miệng như này là được rồi. Cho sủi bùng lên để cho cái hành nó chín. Rất là thơm rồi. Bạn nào mà ăn được cay cho thêm ít ớt nữa bạn. Đây mình cho chút bột ngọt vào cho nó ngọt. Ăn thích ăn cay, thích ăn đường mình cho thêm vào. Đấy, xong bát canh chua ngao rồi đấy. Nấu kiểu này nó cực kỳ ngon ấy, mà lại đơn giản ấy. Làm bát canh chua như này cho gia đình thưởng thức ấy. Nó giàu dinh dưỡng. Nguyên liệu thì vô cùng đơn giản, không phải xào nấu nhiều, mà át được cái mùi tanh nhờ có lát gừng ấy và ít hành lá này ấy. Và mở vung khi nấu ấy thì là cái mùi tanh nó bay đi hết ấy. Như này là mình đã chia sẻ xong được món canh chua ngao đấy ạ. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé, để gia đình mình thưởng thức một món canh chua vừa ngon lại vừa đơn giản nhé. Không hề có mùi tanh nữa rồi. Và giờ mình sẽ dừng cái video này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.